Hi friends, today I would like to share with you about the topic of viability. What do you mean by viability? The noun viability means quality being able to happen or having reasonable chance of success. Viability of who your party at restaurant might depend on how many guests can sit. Viability comes from Latin root vita, meaning life. What is considered a factor of viability? The limit viability is a gestational age at which prematurely born fetus infant have 50% chance of long-term survival outside mother womb. Currently, the limit of viability considered to be around 24 weeks, although the incidence of major disability remain high at this point. What does viability mean? Pregnant women live by their milestone, and this week is a big one. 24 weeks is when baby considered to be viable, which means that if born this time, it has a reasonable chance for survival. What is the viability of business? Viability defined as ability to survive in a business sense, that ability to survive is ultimately linked to financial performance and position. It return a profit that's sufficient to provide return of business owner while also meeting a commitment to business register. How do you use viability in a sentence? Number one, that said, mind and hunger. Kids doesn't hang on viability of GM crop. Number two, the increased economic viability of smaller country. Number three, viability, by which I mean fecundity, longevity, and vigor were low in average. What is a viability standard? The Supreme Court not a certain argument for viability standard. Viability in one sense of that term is when unborn child can survive a bed with assistance outside the womb. With respect to state important and legitimate interest in potential life, the compelling point is a viability. What is the air of viability? The air with the immature baby can survive outside the uterus. Background, the air of viability occurs sometime between 22 and 23 weeks, usually when the weight is greater than 500 grams. The probability of survival is a limit 22 to 23 weeks, but in reach to approximately 85% at 26 to 28 weeks. What are the viability milestones in pregnancy? The second milestone is 28 weeks when viability skyrockets. 19% of babies who make it to this stage gestation survive long-term complications, include cerebral palsy, vision and breathing problem, are still possible visibility. However, the next milestone is 32 weeks to 34 weeks. What does Roe and Wade say about viability? Roe and Wade 410 U.S. 113, 1973 was a landmark decision of the Supreme Court in which the court ruled that the Constitution of the United States protects the pregnant woman's liberty to choose an unborn to an abortion without a settlement rejection. What is percent viability? To calculate viability, if both live and their cell count have been recorded for each set of 16 corner squares, an estimate viability can be calculated. Add together the live and dead cell count to obtain the total cell count. Divide the live cell count by the total cell count to calculate percentage viability. What is a viable live? Fetal viability depends largely on fetal organ maturity and environmental condition. According to Webster and Sy Lopez, Unbridged Dictionary of the English Language, viability of fetus means having reached a state of development and be capable of living under normal conditions outside the uterus. How fetal viability determines the painful unborn child protection at being late-term abortion after the midpoint of woman pregnancy and before the fetus typically is considered viable to live outside the womb. The air viability has been pegged at 24 to 28 weeks. What is a viability scan? Viability scan is ultrasound examination
that is usually killed vaginally at a 6 to 10 week pregnancy. The aim to this scan are to determine the number of embryo present and whether the pregnancy is progressing normally inside uterus. Remember, subscribe to see the next video. Thank you. Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của khả năng tồn tại. Bạn có ý nghĩ gì bởi khả năng tồn tại? Danh từ khả năng tồn tại có nghĩa là chất lượng của khả năng có thể xảy ra hoặc có cơ hội thành công hợp lý. Khả năng tổ chức bữa tiệc bạn tại một nhà hàng có thể phụ thuộc vào số lượng khách họ có thể ngồi. Khả năng xuất hiện từ gốc Latin có nghĩa là cuộc sống. Những gì được gọi là khả năng sống của thai nhi? Giới hạn của khả năng sống của thai nhi trẻ sơ sinh non tháng có 50% cơ hội sống sót lâu dài bên ngoài tử cung mẹ. Hiện tại giới hạn khả năng tồn tại được coi khoảng 24 tuần, mặc dù tỷ lệ khuyết tật lớn vẫn còn cao với thời điểm này. Tuần khả thi có nghĩa là gì? Phụ nữ mang thai sống theo các mốc quan trọng của họ, và tuần này là một tuần lớn. Tuần 24 là khi em bé được coi là khả thi. Điều đó có nghĩa là nếu có được sinh ra vào thời điểm này thì nó có cơ hội sống sót hợp lý. Khả năng tồn tại của doanh nghiệp là gì? Khả năng được định nghĩa là khả năng sống sót. Theo định nghĩa kinh doanh, khả năng tồn tại đó cuối cùng được liên kết với hiệu suất và vị thế tài chính. Nó đang trả lại một khoản lợi nhuận đủ để mang lại lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng các cam kết của nó với các chủ nợ kinh doanh. Làm thế nào để bạn sử dụng khả năng tồn tại trong một câu? Số 1, điều nó nói rằng trường hợp đói cuối cùng của tôi không ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của cây trồng bên đồi gen. Số 2, khả năng kinh tế tăng lên của các nước nhỏ hơn. Số 3, khả năng có nghĩa là phong phú, tuổi thọ và sức sống trung bình thấp. Tiêu chuẩn khả năng là gì? Lập luận của tòa án tối cao không tồn tại đối với tiêu chuẩn khả thi. Khả thi theo một nghĩa thuật ngữ đó là khi một đứa trẻ chưa sinh có thể sống sót mặc dù có sự trợ giúp bên ngoài tử cung. Liên quan đến lợi ích quan trọng và hợp pháp của nhà nước đối với cuộc sống tiềm năng, điểm hấp dẫn là khả thi. Độ tuổi của khả năng sống là gì? Độ tuổi mà em bé sinh non có thể sống sót bên ngoài tử cung. Bối cảnh, tuổi của khả năng tồn tại đôi khi từ 22 đến 26 tuần, thường là khi trọng lượng lớn hơn 500 gram. Khả năng sống sót là mỏng từ ở 22 tới 23 tuần, nhưng tăng lên khoảng 85% ở 26 tới 28 tuần. Các mốc quan trọng trong thời thai kỳ là gì? Cột mốc thứ hai là 28 tuần, khi khả năng tồn tại trên bầu trời. 90% trẻ sơ sinh đến giai đoạn mang thai này vẫn sống sót. Các biến chứng lâu dài, bao gồm bại não, các vấn đề thể thi lực và hô hấp, vẫn còn là một khả năng. Các cột mốc tiếp theo là 32 tuần đến 34 tuần. Roe and Wade nói gì về khả năng tồn tại? Roe and Wade 410 US 113 năm 1973 là một quyết định mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Trong đó tòa phán quyết rằng Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do của một phụ nữ mang thai để chọn phá thai mà không bị chính phủ hạn chế. Phần trăm khả năng tồn tại là gì? Để tính toán khả năng tồn tại, nếu cả số lượng tế bào sống và số tế bào chết đã được chia lại cho mỗi một 16 ô vuông góc, thì có thể tính được khả năng ước tính. Tổng cộng số tế bào sống và chết để có được tổng số tế bào. Chia số lượng tế bào sống cho tổng số tế bào để tính tỷ lệ phần trăm khả năng sống. Một cuộc sống khả thi là gì? Khả năng sống của thai nhi phụ thuộc phần lớn vào sự trưởng thành của cơ quan thai nhi và điều kiện môi trường. Theo Webster and Sylob Enrich Dictionary of English Language, khả năng sống sót của thai nhi có nghĩa là đã đạt đến giai đoạn phát triển đến mức có thể sống trong điều kiện bình thường bên ngoài tử cung. Khả năng sống của thai nhi được xác định như thế nào? Đạo luật bảo vệ trẻ em có khả năng chịu đau đớn, cấm phá thai muộn sau thời điểm mang thai của phụ nữ và trước khi thai nhi thường được coi có thể sống bên ngoài tử cung. Độ tuổi của khả năng tồn tại
đã được chọn mức 24 tới 28 tuần. Quét khả thi nghĩa là gì? Quét khả thi đây là một cuộc kiểm tra siêu âm thường được tiến hành trong âm đạo vào lúc 6 tới 10 tuần của thai kỳ. Mục đích của việc quét này là để xác định số lượng phôi của mặt và liệu thai có tiến triển bình thường bên trong tử cung hay không. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.